Mấy hôm nay khi mà dư luận lên án hai nhà sư là nhà sư Thích Trúc Thái Minh và nhà sư Thích Chân Quang, thì đệ tử của hai người này và một số người nữa nói rằng mọi người đang chống phá đạo Phật. Đây là một cái lấp liếm, một cái tư tưởng lấp liếm và ngụy biện, đánh cháo khái niệm. Vì sao tôi nói vậy? Tôi hỏi các bạn nhé, đạo Phật là ngài Thích Trúc Thái Minh và ngài Thích Chân Quang à? Hoặc hỏi một câu khác là thế ngài Thích Trúc Thái Minh và ngài Thích Chân Quang có đại diện cho đạo Phật không? Các ngài đấy theo đạo Phật nhưng không đại diện cho đạo Phật, và đạo Phật càng không phải là các ngài đấy nhé, mọi người nhớ nhé. Thế nên khi mà con sâu bỏ dầu nồi canh, hai người đấy mang danh là đi theo Phật, mang danh là đi tu, nhưng lại là khổ danh đạo Phật. Nếu không xấu thì ai nói được xấu? Tại sao không ai có thể nói xấu được? Hoặc là chỉ có bịa đặt thôi, thầy Thích Minh Tuệ mà lại cứ bảo là nói xấu thầy Thích Trúc Thái Minh và thầy Thích Chân Quang. Bởi vì trên con người, những con người đấy nó xấu xa quá. Người ta nói đúng chứ không phải nói xấu nhé. Nói đúng sao gọi là nói xấu? Thế nên phải hiểu cho rõ, nếu bản thân đã xấu ấy, thì có đậy cái gì vào cũng vẫn xấu à. Có khoác áo hoàng bào vào vẫn xấu đúng không? Một cái thân hình nhơ nhớp, có mặc áo lụa thật là đẹp loại đắt tiền vào, hàng hiệu vào thì cũng vẫn xấu. Một cái mùi nó như là ở trong thùng phân ấy, thì bạn có xịt nước hoa lên thì nó chỉ được tí thôi, nó lại thối quăng lên đúng không? Thế nên phải nhớ là muốn người ta không nói xấu thì mình hãy sống tốt. Và các ngài ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải loại bỏ những con sâu bệnh ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam để không bị mang tiếng. Nếu các ngài không loại và các cơ quan chức năng không loại thì người ta tưởng là mình đồng lõa, mình bảo kê đúng không? Thế nên hãy loại những con sâu, hãy loại những nhà sư làm hại Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra. Chính họ mới là những người làm hại Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm mất uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứ không phải là những người lên án. Mọi người nhớ nhé, like, chia sẻ nếu thấy hay. Cảm ơn các bạn.